Hello, xin chào. Hôm nay là mình sẽ chỉ cho các bạn là thay đổi thiết bị trình duyệt thiết bị nhanh chóng bằng phần mềm Usergen. Đấy. Thì ở đây ban đầu chúng ta phải check nha. Đây. Mở cái view mới ra. Đây. Mình đang định fetch cái địa chỉ này bằng cái trình duyệt này. Ban đầu chúng ta xem nhé. Cài đặt này. Trên cái nick này này bằng đăng nhập đấy, cái chỉ để ý là chúng ta đang sử dụng đấy, là máy Windows này, ok nhận hệ điều hành Windows này đấy, và vào là địa chỉ là un.net đấy, để xem chúng ta xem cái cấu hình ban đầu chúng ta chưa fetch địa chỉ, xem chúng ta đang sử dụng là trình duyệt gì, thiết bị gì ha. Thì đây đây nó hiển thị ở đây là chúng ta đang xài Win 10 này, Chrome 87 này, và địa chỉ ở Việt Nam này đúng không ạ? Đấy. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình sử dụng tool mình thay đổi ha. Đấy, ban đầu là đấy, mình sẽ để phần mô tả và chia sẻ cho các chị nhé, là phần mềm này nhé. Đấy. Ok. Đấy, chúng ta đăng nhập vào này. Tool trên Usergen. Sau khi đăng nhập xong ấy, đấy, thì ở đây ấy, là nó có những tính năng sau: thứ nhất là trình duyệt, thứ hai là có thể thay đổi địa chỉ MAC này, MAC sinh ngẫu nhiên này, MAC ở đây là thay đổi địa chỉ wifi này. Cái này ở đây mình thì mình không có quan tâm lắm về những cái cấu hình này, nhưng mà ai thích sử dụng ấy, thì các bạn có thể tự tìm hiểu mà thay đổi nhé. Đây là mã bảo mật hai lớp này, mã song hành hai lớp này. Đấy. Cái này ở đây là auto này, mà cái này thì mình cũng không có quá quan trọng lắm. Và cái quản lý lịch sử ở đây là mình sau khi mình fetch xong mình lưu lại thì nó sẽ có ở cái phần lịch sử này. Thì ở đây trình duyệt này này, mình sẽ fetch cái cho này này, đây cái view mới này này, đây mình đang bật này, ok ạ. Thì mình bắt đầu mình thoát nó đi đã, và mình mở cái tool này ra, mình chọn trình duyệt đấy, và mình ra ngoài cái desktop, mình chọn cái mục view mới này. Đấy, anh chị nhớ cái đường dẫn nha. Đây đường dẫn này. Ok chưa? Đấy. View mới nhá. Đấy, và chúng ta fake Usergen ở đây, thiết bị này đây. Mình muốn thay đổi nó thành macOS. Trình duyệt ở đây là Firefox nha. Thay vì nó đang là Chrome đi thì mình thay đổi nó thành Firefox đi. Đấy, Mozilla. Đấy. Và đây là mình cho nó thành macOS đi. Nhiều quá, nhiều trình duyệt luôn đúng không ạ? Đấy, Win 32 đi. Đấy, danh sách yêu gần này, này. Đó, mình chọn chọn phát sinh ngẫu nhiên ha. Đấy. Chị muốn làm sao thay đổi sao thì các chị tùy. Làm sao để mà chúng ta thay đổi hết tất cả này thì Facebook sẽ không phát hiện được ha. Rồi, chúng ta đổi múi giờ, có thể chúng ta đổi múi giờ này, chúng ta có thể là sử dụng proxy này. Proxy ở đây là nếu như các chị có decom là các chị gắn proxy vào được, ok ha. Hoặc là chúng ta sử dụng trình duyệt ẩn danh này, nếu như muốn này. Đây là mình xài cố định nên mình không cần được ẩn danh ha. Đấy, đổi múi giờ này mình cần đổi là Hà Nội, Bangkok, Jakarta. Nếu như đây mình không cần đổi múi giờ, cộng 7 này không cần ha. Đấy, rồi mình bấm chạy, khôi phục lại. Mình chưa lưu nhé. Đấy, chưa lưu, ok ạ. Đấy, mình phải lưu phiên bản hiện tại này. Đó, lưu rồi xong rồi, rồi chúng ta chạy lại nhé. Đó, để xem nào, chúng ta vào lại.
các chị thấy điều gì xảy ra nhỉ? Đây nhá, thì cái trình duyệt của chúng ta đã thay đổi thành Mac OS và cái thiết bị của chúng ta là đang sử dụng trình duyệt đấy là xin lỗi, thiết bị ở đây là chúng ta đang xài là Mac OS đấy. Trình duyệt chúng ta là Mozilla đây là Firefox đấy. Ok nhỉ? Đấy, và đã thay đổi. Còn IP ở đây là do mình không sử dụng proxy cho nên là cái địa chỉ nó chưa có thay đổi nhé. Bây giờ chúng ta vào lại Facebook này. Đấy, cũng là cái nick cũ nha. Đấy, Nguyễn Văn Bài này. Ok nhá. Đấy, và mình vào cài đặt quyền riêng tư này. Bảo mật đăng nhập. Cái này ở đây chắc nó lắc đấy. À, ta đang xuất khỏi thiết bị đây. Đây à, chắc à, cái nó chưa thay đổi kịp ấy. Chứ còn ở đây ấy, là nếu như mà các chị vào cái trình duyệt này là google.net này là cái này luôn chuẩn nhá, cái trình duyệt là luôn chuẩn này. Đấy thì ở đây ấy, là mình chỉ cần mình xem những cái thông tin ở đây này, nó chuẩn là ok, nó đã thay đổi rồi. Đấy thì đây là cái thiết bị chúng ta đang xài, đó là macOS này, là Firefox là được ok nhỉ. Đấy, còn do ở đây ấy, là Facebook nó chưa thay đổi kịp, nó là macOS, thì tại vì ở đây chúng ta chưa có lưu lại là cái ghi đè cái lịch sử đã cũ là chuyển thành mới, nhưng mà hiện tại bây giờ là Facebook vẫn đang thấy chúng ta là đã fake cái trình duyệt rồi ha.